Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bó hoa với cái giấy báo đơn giản ha. Thì để làm được những bông hoa đó, trong cái bộ combo chúng ta cũng đã có một bông hoa hồng mà, những cái cánh hoa hồng dập sẵn như thế này ha, lá hai đầu nè, bỏ điểm nha các bạn, kẽm cành, dây thần nè. Rồi thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm nha. Thì để thực hiện làm hoa thì từ những cánh hoa này nè, chúng ta cũng sẽ quấn ra được những bông hoa như thế này. Bông hoa này mình cũng đã hướng dẫn rồi nha các bạn, lần nào cần mình có thể gửi video lại cho các bạn nè. Rồi chúng ta sẽ dùng kẽm cành nè, các bạn sẽ gắn với bông hoa này. Thì một bó hoa các bạn có thể bó nhiều bông ha, tùy các bạn. Thì đây mình hướng dẫn cơ bản thì chúng ta bó 3 bông. Các bạn cũng sử dụng cái lá hồng hai đầu này. Các bạn gắn dưới mỗi bông hoa. Mình dùng keo á, mình cố định cái lá hồng này nè đó, mình dán như thế này thì cái bông hồng, cái lá của bông hồng nó sẽ hướng lên trên như thế này ha, tương tự với mấy cái bông hồng này. Rồi rất là đơn giản. Rồi sau đó các bạn chỉ việc gắn cái bông cỏ điểm này vô nè. Thì cỏ điểm này tùy các bạn gắn ít hay nhiều ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng lá tiếp theo. Cái lá này mình có thể dán sát cái chân cỏ điểm để nó che thêm cái cuốn cái cỏ điểm này ha. Rồi dưới hai bông hoa này các bạn có thể gắn một số lá hoa hồng này ha. Thì trong quá trình chúng ta làm á, lá ít nhiều hay là do mình cảm thấy được thì mình ít lá, và tùy theo cách trang trí của mỗi người ha. Cái này là mình chỉ hướng dẫn cho những bạn mà chưa có làm bao giờ á, còn những bạn biết làm thì gói rất là đẹp rồi ha. Rồi thì ba bông thì các bạn sẽ có thể thêm một cỏ điểm ở đây đi. Thêm cỏ điểm nhìn cho nó nhiều một chút xíu. Cái bông cao nhất nè các bạn sẽ để lên trên, các bạn bẻ cái cọng kẽm cho nó cong một chút xíu như thế này nè. Rồi hai cái bông kia các bạn cũng bẻ hướng lên trên luôn ha, cong lên trên đó. Khi chúng ta bó thì những cái bông này nó sẽ hướng về phía trên. Rồi cái bông cao nhất
cái bông thứ hai, bông thứ ba. Đó, mình sẽ xếp một cái bông trên và hai cái bông phía dưới như thế này. Rồi mình sẽ dùng băng keo trong nữa các bạn, mình gắn lại, cố định cái chân của nó đó. Chỉnh cho cái bông nó hướng về phía trên ha, à, như thế này. Thì tiếp theo đến phần dây gói, thì phần dây gói này á, là chúng ta có thể gói thêm giấy lụa hoặc không giấy lụa cũng được nha các bạn. Nhưng mà mình gói thêm giấy lụa để cái bông hoa nó nổi hơn á. Thì cái giấy lụa này các bạn có thể cắt làm tư đi, gặp lại. Thường thì mình sử dụng với lụa màu trắng á, để cho nó nổi cái bông của mình lên. Đó, mình cắt làm 4 và mình sẽ lấy một phần cái lụa này ha. Đây, các bạn có thể đặt vào đây. Khi đặt vào các bạn có thể gấp như thế này nè. Đó. Cho nó dạng nó xè ra như thế này nè. Chỉnh lại chút xíu. Rồi, như thế này ha. Và mình dùng băng keo trong nè, mình cố định cái chân nó lại. Đó, thì cái giấy lụa màu trắng này nó sẽ làm nổi cái bông hoa của mình lên. Rồi, sau đó mình sẽ sử dụng giấy báo nha các bạn, gấp làm đôi lại nè. Các bạn cắt đôi cái tờ giấy báo này nha. Giấy báo này, một nửa của tờ giấy báo đó chúng ta là gấp làm đôi này, chúng ta cắt. Rồi gấp làm đôi của nửa đó nữa nha. Thì bó to hay nhỏ là tùy theo cái giấy mình bọc ha. Bọc to thì cái giấy bó nó to. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái giấy của cái phần nửa cắt đầu tiên nè, nửa miếng lớn. Các bạn sẽ gấp xéo lại với nhau như thế này đi. Các bạn hình dung không? Các bạn sẽ gấp theo hai lần sóng như thế này nè, xéo như thế này. Rồi sau đó các bạn sẽ đặt cái bông hoa vô đây. Gấp như thế này. Cái bông chúng ta đưa xuống dưới một chút thôi. Rồi, một nửa
nửa phần của giấy còn lại đó, chúng ta ớt vô đây. Khi mà các bạn ốp như thế này nó giống như kiểu mà dạng tầng đó các bạn. Đây, chỉ là một miếng nhỏ thôi. Dùng mặt cho trong các bạn dán cố định cái chân nó lại ha. Đó, như thế này. Đó, chỉnh là một chút xíu. Rồi tiếp theo thì chúng ta dùng một miếng giấy còn lại của cái phần cắt đó nè, các bạn gấp xéo như thế này ha. Và có thể ốp thẳng lên phía trên của cái bông mai như thế này để chúng ta che cái phần chân đi á. Rồi các bạn dán cố định cái chân nó lại như thế này ha. Sau khi xong thì các bạn dùng kềm cắt những cái phần kẽm dư này. Chỉ đơn giản như vậy. Và cuối cùng thì các bạn sẽ dùng dây thừng nè. Hoặc là chúng ta sẽ dùng những cái sợi dây ri băng á. Các bạn sẽ cột cái nơ ở phía dưới của cái bó hoa. Ừ.